Bạn nào có được kết quả rồi thì chat kết quả cho em thầy nha. Rồi, còn sao? Bạn đang bị kẹt Ngay gì? cái phần lý thuyết, ngay cái chỗ mà cái gì y bằng đường rồi x bằng cận vậy thầy, rồi suy ra được cái x giới hạn bằng cái phân từ đó tới đó này. Thì ngay công thức nó là vậy đấy, hết rồi. Hết. Bạn không hiểu gì thầy mới biết đường giải thích. Cụ thể hơn là bạn không hiểu chuyện gì. Không hiểu y là gì hay là sao? Dạ, cụ thể hơn là con nhìn cái công thức đó xong, nhìn thì biết cái lý thuyết nó là vậy, nhưng mà vô bài tập không biết bắt đầu từ đâu hết. Thì nè, thí dụ như giờ câu 15 đi. Nè, yêu cầu giới hạn bởi hai đường, vậy nó có đường gì rồi? Dạ, có được hai cái y. Hai cái y nè, một cái con y bằng fx, y bằng gx. Và đề nó yêu cầu mình tính cái gì? Dạ, kêu tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Ừ, đồ vậy thị. theo cách hiểu về công thức x giới hạn của mình bằng công thức là gì? Dạ Tích là phân tích phân từ A, ủa từ từ A A đến tới B, nhưng mà ở đây B. có cận chưa? Vậy chưa? Đó, chưa có cận, vậy chưa có cận thì phải đi tìm phương trình hoành độ giữa hai thằng đó mới tìm được cận A với B. Được chỗ này chứ? Lại cho hai cái y đó bằng nhau ở đây. Ừ. Đó. Chứ vậy trong bài toán này nó chưa có cận, vậy muốn có cận thì ta phải đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm giữa phương trình fx bằng với gx, ta đi giải cái phương trình này nè, ta tìm ra được nghiệm một cái con x min nhỏ nhất trong những con x đó làm cận dưới, con lớn nhất trong mấy cái con cận đó làm cận trên. Rồi từ đây quăng ra được cái công thức tính diện tích. Cái này về định nghĩa là công thức, và theo công thức thì cứ thế mà làm, thầy không thể làm khác được. Vậy thì theo công thức nó sẽ bằng cái gì? Trị tuyệt đối của fx trừ gx. Ừ, dx. Hết rồi. Còn nếu như trong bài mà ta muốn giải bằng tự luận, đi từ A đến B nó có nhiều giá trị, chứ nó không chỉ có hai giá trị là A với B thôi. Ví dụ nó có một con C, rồi con D, giả sử con C đi ha, thuộc trong cái khoảng AB. Vậy thì khi đó ta phải mở cái giá trị tuyệt đối này, tách cái tích phân này ra thành cận từ A đến C trước, rồi cộng cho cận đi từ C cho đến B. Từ A đến C nếu như dùng đồ thị để thể hiện hoặc là mở giá trị tuyệt đối thì ta phải biết f trừ r trừ cho con g này, khi đó nó âm hay nó dương. Thí dụ nếu nó dương thì mở nó ra là dấu cộng, còn nếu như nó âm thì mở nó ra là dấu trừ. Đó thì tùy vào cái biểu thức mà ta đang có. Giờ thường người ta sẽ hay làm mà ta để cái dấu giá trị tuyệt đối ở ngoài. Đó. Còn nếu như mà ta phải biết chính xác được thằng nào âm dương thì ta phải mở ra cho nó đúng, tại vì cái này là phải dùng để mở. Ví dụ như câu số 14 nè. Thấy cái phần x giới hạn đề yêu cầu chưa? Dạ thấy. Đó, rồi. Về cái phần đó đó là cận nó sẽ chạy từ trừ 2 cho đến nhiêu? Thêm một. Trừ 2 cho đến 1 luôn. Nếu như bài toán này mà nó có một cái đáp án, ta sẽ ghi như thế này. X giới hạn là cận chạy từ trừ 2 cho đến 1, trị tuyệt đối của fx, và cái trục giới hạn của nó là trục vành trong hình vẽ đấy, và trục vành thì nó là y bằng không nên người ta không viết vô đây, nó ra thế này. Kịp chỗ này chưa? Vậy ta nhìn vô bốn đáp án rồi có không, thì gần như không ai cho mình cái đáp án đó hết. Không có là ta phải buộc mở giá trị tuyệt đối ra. Vậy đi từ trừ 2 đến 1 thì nó phải đi qua số nào trong hình vẽ? Trong Đi qua số 0. số 0. Vậy nó đi từ trừ 2 cho đến 0. Vậy dựa trên hình vẽ, từ trừ 2 đến 0 hàm F nó nằm ở trên hay nằm dưới trục vành? Vậy trên. Vậy thì mở nó ra mang dấu cộng hay dấu trừ? Vậy dấu cộng. Vậy nó mở ra thành là Fx dx. Tiếp theo, cận chạy từ đâu đến đâu? Dạ, từ 0 cho tới 1. 0 đến 1, mở ra nó mang dấu gì? Hàm F đang nằm ở trên hay Dấu dưới này? hành, dấu trừ. Dấu trừ, thì nó gọi là trừ của Fx dx. Được chỗ này chứ? Đó. Giờ dựa theo đáp án thì ta thấy chỗ nào khớp thì ta khoanh. Hình dung chưa? Dạ. Vậy không hiểu chuyện gì chứ? À. Dạ trong mấy cái câu mà bài tập tính cái nóc gì đó thầy. Ừ. Rồi tính cái nóc thì tức là ví dụ như tính hình vẽ parabol hoặc là tính mấy cái khác thì nó không có đồ thị, thì buộc mình phải chèn vô hay gọi là cài tọa độ vô để ta mới bắt ra được cái đồ thị của nó.
Thí dụ mấy hình vẽ này là nó cho đồ thị, hoặc nó cho sẵn cái phương trình. Ví dụ câu 15 là cho sẵn phương trình, câu 14 là nó cho hình vẽ. Còn mấy cái câu kiểu như bài toán thực tế là nó không cho mình gì hết, thì mình phải đi tìm lại cái phương trình của nó. Kịp không? Rồi, cảm ơn vì hỏi. Trâm hỏi. Thì về cái này thế này nè. Thầy nói nè, khi các bạn học mà cái gì đó không hiểu thì các bạn mạnh dạn hỏi, nhưng cái thầy muốn hỏi, muốn các bạn hỏi á, là các bạn hỏi thẳng về vấn đề. Ví dụ thầy ơi, bài tập đó em làm được cái kết quả, nhưng em không biết làm vậy là tính nó, em thấy cấn hay cái gì đó cụ thể, thí dụ như em không biết tìm ra cận, thầy sẽ chỉ. Hoặc ủa thầy ơi, công thức đó tại sao em thấy có một đường à, đường kia em không thấy, hoặc em không áp dụng được, thì thầy hỏi biết đường thì chỉ. Còn hỏi thầy, ủa thầy ơi, tại sao công thức nó ra như vậy, thì cái đó thầy không thể nói được, thầy không thể giải thích được. Hoặc có thí dụ như các bạn phải thuộc công thức trước, từ cái công thức đó ta mới biến đổi ra mở thì tuyệt đối thế nào, thì thật sự là trong quá trình từng vài thầy giảng thì đã nói quá rõ cho các bạn. Nhưng mà không sao cả, cứ việc nắm không được thì mạnh dạn hỏi, nhưng thầy muốn hỏi là ngay trực tiếp vấn đề. Thí dụ em biết cái tính chất đó mà ủa sao em nhìn vô không thấy được cái đáp án, thì cứ mạnh dạn hỏi lên nha. Thầy nghe, có bạn nào cần hỏi nữa không? Dạ, sửa câu 20 trang 6 đi thầy. Rồi, 20 trang 6. Con tính mà nó không ra kết quả. Rồi, ok, xíu thầy sẽ giải thích lại chỗ đó. À, giờ quay lại câu này cái. Về câu 14, coi như đã giải thích cho Trâm nhìn thấy rồi đấy ha. Về đáp án mình là câu B. Câu 15, vậy hiện tại ta đang chưa có cận. Vậy thì ta sẽ đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm giữa hai thằng này. Vậy ta sẽ giải ra được x, thì đây là phương trình bậc 3, còn chuyện giải ra bao nhiêu nghiệm là chuyện của các bạn đưa vô máy tính mà bấm. Vậy nếu như mà ta chỉ đi giải trắc nghiệm thôi, thì ta hốt cái con cận nhỏ làm min, làm cận nhỏ, và lấy cái con mắt làm cận lớn, ban vô đúng cái công thức này, nạp vô máy tính, bấm một phát, nếu như là đề nó cho mình cái biểu thức sẵn hết rồi thì bấm máy tính vô một cái thì các bạn lấy được kết quả liền. Rồi còn chuyện mà bấm thì tính toán cộng trừ nhân chia gì thế thì dùng máy tính bấm cho nó hợp lý hơn. Vậy câu 14, 15 xong ha. Thầy thì không muốn giải chi tiết ra thành một cái bài cụ thể. Bởi vì khi thành một bài cụ thể các bạn sẽ, một là các bạn chuyển khoản đáp án, hai là các bạn muốn có một cái bài mẫu để các bạn làm theo. Nhưng mà thầy thì cố gắng, đang cố để tìm một cách là phá bỏ cái bài mẫu. Tại vì các bạn đã quen với cái việc phải làm theo bài mẫu rồi. Phá đi. Các bạn nên có cái tư duy của lớp 12 là hiểu được vấn đề và làm theo cách mình hiểu. Và lỡ làm không được thì sao? Không được cái việc mạnh dạn hỏi. Thí dụ hỏi, thầy sẽ chỉ là cho các bạn cái cách để bạn biết đường làm. Và khi biết được cái cách, gắng tự làm lại. Cái cách đó nó sẽ giúp cho các bạn lên đại học nó hiệu quả hơn. Và các bạn đang thấy rằng có rất nhiều bạn đã áp dụng cái cách học của cấp 2 lên cấp 3 nó không ổn. Bằng cách là học thuộc lòng, hoặc là các phải trình bày theo đúng trình tự gì đó, dân dân dân. Thì cái đó là từ cấp 2, nó cái khuôn từ cấp 2 lên. Và khi bắt đầu lên cấp 3 là các bạn sẽ thấy bị rối, rất cực với điều đó. Rồi lên đại học nữa là các bạn sẽ vô, các bạn học gì hết nổi hết kiến thức, hoặc là các bạn làm gì hết được dạng, các bạn chỉ có kịp nhìn vô, à nhớ dạng, dạng đó từng xử lý thì nhào vô bữa thôi. Rồi xử lý xong hai câu này. Rồi hồi nãy thầy có nghe bạn số 10 hỏi câu trang số 6. Trang số Câu 20. 6. Câu 20. Rồi, câu 20. Đề cho hình thang cong hình cái bài đó đó đúng không bạn? Dạ, đúng rồi thầy. À, một là cái hình vẽ hình thang cong. Nãy chưa vẽ hình. Còn cái này chắc cho hình thang cong giới hạn bởi này. Thì đây, bài này không có hình vẽ hay không sao cả, mình tự vẽ ra thôi. Đúng ra thì bài này nó sẽ có sẵn cái hình vẽ cho các bạn. Rồi, để cho hình phẳng giới hạn bởi một cái đường thang cong này, vậy đường y bằng 0 với hai cái cận trừ 1, 2. Rồi giờ thầy sẽ vẽ cái phần này ra để cho các bạn hình dung. Bên nhóm 12 kia
là các bạn ấy học về làm bài, bắt làm bài rồi triển khai của chia ra hai đội, mấy bạn khác bên đó khá tốt. Thầy rất muốn triển khai cái mạng đó cho các bạn. Nhưng mà có điều lực học của các bạn ở trong nhóm thì không được đều. Và sự cố gắng của các bạn thì thật sự thầy cũng đánh giá là không được cao. Các bạn đang chưa có nỗ lực. Không có nỗ lực thì đi thi chia hai đội ra thi thì thực tế cái cuộc chơi chỉ có vài bạn chơi nên thôi thầy cũng không muốn triển khai cái điều đó luôn, hơi tiếc. Vậy ta có vẽ hai cái đường ra, cái đường thứ nhất là y bằng không, dễ rồi, ngay trục quanh. Vậy cái đường cong 1 cộng 3x bình, thí dụ bây giờ bạn nào nhớ cách vẽ được thì tốt, còn không nhớ cứ việc cho x suy ra y, cho x suy ra y, cho x bằng không suy ra y bằng 1, quên thì cái gì cho điểm và suy ra là hết chuyện. Rồi cho x bằng 1, y của các bạn bằng 4, về điểm có tọa độ 1, 4, ước lượng thấy ha. Rồi còn x bằng trừ 1, y nó cũng bằng 4. X bằng 2, y nó bằng một chỉ ở trên đây. Rồi. Vậy cái hình vẽ của các bạn, ta lấy từ trừ 1 cho đến 2 thôi. Còn bạn nào biết được chính xác hay ra con số trên đây, hai nó ra là như vậy 13 đấy, một con số rất là to nằm trên này. Rồi ước lượng thôi. Vậy đề yêu cầu là mình đang đi tính cái hình phẳng giới hạn bởi mấy thằng này. Đây là x bằng 1, x bằng trừ 1, x bằng 2. Và khi đó nó có một cái đường x bằng k. Đây, giả sử đây là đường x bằng k. Ở đây đúng là cái hình vẽ nó phải thể hiện cho các bạn được cái phần nào lớp 1, phần nào lớp 2. Ở đây thì nó không có vẽ ra nên thôi ta tạm tạm hình dung nha. Vậy cái phần ở bên trái của mình là lớp 1, phần bên phải là lớp 2. Vậy để yêu cầu các bạn là S2 nó sẽ bằng là 2 lần S1. Vậy cho thầy hỏi số 10. Vậy bạn đang triển khai giống thế này chưa hay là khác? Dạ, con không có vẽ hình nữa, Rồi. con cũng không biết nữa. Vậy S2 bạn tính bằng gì? S1 bạn tính bằng gì chưa? Hay là S tính bằng gì chưa? Con triển khai cái tích phân rồi con cho cái hồi đầu con bấm máy tính mà nó không có giải ra được k, Đúng xong rồi, rồi cái con mới làm thế. gì có dùng máy tính bấm ra được k và đều không thể trong bài toán này. Ủa? Ừ. Xong rồi cái con mới nguyên nguyên hàm cái y, xong rồi con thế hai cái cận vô Ừ. thì Rồi bây giờ phải nè, giả x2 vậy sử đúng nè, bây giờ chấp nhận chuyện S1, S2 trên hình vẽ của thầy chưa? dạ Hiểu được chuyện này chưa cái đã mới tiếp được. dạ dạ hiểu. Rồi, còn ở đây như thầy nói ha, là thầy thì không biết là cái đề, đúng cái đề này á, là nó phải vẽ hình cho các bạn để nó định nghĩa cho các bạn S1 là phần nào, S2 là phần nào. Còn đây nó không có ghi rõ nên thầy tạm ghi S1 bên trái, S2 bên phải nha. Hoặc có thể đề này ngược lại là S1 bên phải, S2 bên trái. Thầy đang xử lý theo cái kiểu này. Vậy các bạn có hai con đường để đi. Con đường số 1 là S2 được tính bằng công thức nào, S1 bằng công thức nào, từ đó đi tính cái tích phân để giải quyết ra được cái k. Đâu thầy mượn lại bằng trăm lại đi. Dựa trên hình vẽ S2 nó tính bằng gì Trâm? S2 tính bằng cận của, ủa lộn, vậy tích phân của không không cho tới hai. Ê, S2 trên hình vẽ S2 nằm đâu? Cục nhỏ nhỏ Nè, S2 là phần này này. Đây, phần này là S2 nè. dạ, vậy cận là từ k cho tới 2. Đây, cần chạy từ k cho đến 2 của hàm số nào? Trừ đi cho hàm số nào? Gì dạ rồi mất tiêu rồi. Của hàm số Hàm F là hàm nào? Đề bài cho đấy. Còn hàm G là hàm nào?
5S là 1 cộng 3X bình. Ừ, còn hàm g. Dạ là y bằng 0 ạ. Ừ, y bằng không. Đó. Và ta nhìn vô đồ thị và ta thấy rằng trong cái khúc chạy từ K cho đến 2 thì cái đồ thị các bạn nó nằm ở trên trục vành nên khi đó không cần giá trị tuyệt đối. Vậy ta có 1 cộng cho 3x bình nhân cho dx, đây là x2 này. Trăm luôn, hết 1 bằng gì trăm? X1 là tích phân của trừ 1 tới k. Ừ. Của hàm nào? Dạ rồi 1 1 cộng 3x bình. Để kịp chỗ này chứ. Đó, vậy khi đó các bạn sẽ đi tính cái bài toán này bằng cách là cho theo đề bài đó, x2 bằng 2 lần x1. Vậy x2 là gì quăng vô, x1 là gì quăng vô. Rồi sau đó nếu như mà bài này mà ta lại tiếp tục làm tiếp nữa mà làm trắc nghiệm á thì ta thế lần lượt một trong bốn đáp án vô. Cái nào được cái đáp án có k thỏ thì ta khoanh, còn nào không có không thỏ thì ta loại. Hết chuyện. Tức là lấy cái thế k là con số nằm trong đáp án, lấy cái con x2 trừ đi 2 lần x1. Thằng nào ra bằng 0 thì lụm, thằng nào ra không thì loại. Còn nếu như phải đi giải tiếp đúng chuẩn bằng tự luận, đâu thầy muốn mượn số 10 mà viết lên lại rồi. Dạ. Giải tự luận vậy thì giải tiếp Dạ. sao? Tính x2 giùm thầy coi. Dạ là nguyên hàm của nó là x cộng cho x mũ 3. Đúng rồi, x cộng x mũ 3 cộng. Cộng là từ hai, từ k đến 2. Vậy thế vô ta sẽ được cái gì? Là 2 cộng 2 mũ Đúng 3 rồi. trừ cho k cộng k mũ 3. Đúng rồi, đó. Vậy ra đây là con x2 nè. Tương tự như thế, tính vậy ra được con x1 rồi cho thằng này bằng 2 đọc thằng kia giải được k. Xong rồi. Sao con bấm nó không ra đáp án, để con bấm Có lại. thể là bị nhầm ở cái chỗ là định nghĩa của mình, tại vì như thầy nói rồi, cái hình vẽ này nó chưa cho cái hình vẽ nên khi đó có thể mình định nghĩa x1 với x2 của nó là khác. Hiểu không? Hình dung không? Dạ. Ừ. Dạ. Đó. Có thể cái hình vẽ có thể thôi nha thầy, thì không thấy cái hình vẽ này nên không thể khẳng định được. Đó là x1 của các bạn là ở đằng sau, còn x2 của các bạn ở đằng trước, đó tùy theo cái đề bài nó phải cho các bạn thì mới nhìn thấy được. Còn đây thì thầy tạm ước lượng để cho các bạn thấy. Rồi, đó là cách số 1. Rồi, còn cách số 2. Vậy thì ta sẽ thấy một điều nè, x1 cộng với x2 thì nó bằng nguyên cái diện tích S. Phương số 3. Dạ. Cho thầy hỏi diện tích S nó được tính bằng cái gì? Dạ công thức đó hả thầy? Ừ. Dạ S bằng 4/3 R nhân H. Cái đó là diện tích parabol mà, còn cái S, nguyên S giới hạn của cái hình này nè. Dạ là tích phân của cận chạy từ trừ 1 đến 2. Đúng rồi. Của hàm Dạ số của hàm 1 cộng 3x bình dx. dx. Rồi, đó. Vậy thì theo cách hiểu đó, hoàn toàn cái vế trái của cái vế phải các bạn tính ra được. Hoàn toàn tính ra được. Vậy ta sẽ dùng phương pháp thế để thế vô. X2 thì nó bằng 2 lần x1. Vậy thế x2 bằng 2 lần x1 vô. Vậy ta được 3 lần x1 bằng s. Vậy suy ra x1 được tính bằng s trên 3. Vậy thì suy ra ta chỉ còn có duy nhất một ẩn k thôi. Rồi từ cái ẩn k đó các bạn sẽ giải quyết vấn đề. Khá nhẹ nhàng. Còn đây thì thầy nói rồi ha, thầy không khẳng định được các bạn là trong bốn đáp án này nó có thể khớp vô đây hay không, tại vì x1 x2 nó mà đổi chỗ một cái thì rõ ràng đáp án này nó sẽ không đúng nữa, thì nó phải dựa vào hình vẽ. Còn đây là gợi ý cho các bạn giải. Rồi thầy nói lại ha, xong rồi đó. Nhắc lại nè, bạn nào ổn được câu này, hiểu được nó, chat giùm thầy chữ ok vô. Còn nếu như vẫn còn mơ hồ đang không biết nó là gì thì cứ mạnh dạn mở mic lên hoặc để dấu chấm vô thì sẽ coi những bài nào chấm thì ta sẽ tương tác để giải thích lại. Còn cái phần này mà các bạn nắm không được là rất vất vả trong quá trình ứng dụng của tích phân, tại vì trong cái bài thi của các bạn chắc chắn đề thi học kỳ là ít nhất cũng khoảng 2 câu ở đây, ở đề kiểm tra của chương này ít nhất là 3 câu, 3 câu tới 4 câu.
Còn nếu như mà là đề thi học kỳ thì bèo lắm là 2 câu tới 3 câu, còn đề thi tuyển sinh là khả năng là sẽ có. Thầy nghe. Dạ thầy ơi, con xin lỗi là bữa buổi chiều nhà con nó cúp điện, con không có vô học nữa thầy. Thầy có cái clip giảng bài này không? Thầy chỉ cho con xin thầy. Ủa, cái khoan khoan để thầy coi lại cái nhóm mình hôm bữa, cái video này bữa thầy có quay không ta? Bữa trước. Ủa, hình như là có mà. Dạ. Nhóm nhóm của mình á là nè. Đâu để thầy coi lại cái trình video. Bạn bạn có lên YouTube coi coi có đăng ký, có nhấn subscribe ở trên YouTube không? Của cái nhóm mình ấy. Dạ con nhớ có thầy. Ủa Có. tại con tưởng thầy đăng clip là thầy sẽ gửi vô lúc À, lúc lúc này cho nên thầy không có đủ thời gian, thầy mượn một giáo viên khác để làm cái việc up bài giùm thầy. Và khi up bài à dạ. thì trên đó là sẽ có up sẵn buổi có đấy, ở 13 tháng 10. 13 tháng 10 là của tuần rồi. Ủa về 45 tháng 10 đâu? Bữa rồi có một nhóm mà thầy quên quên quay. Ủa, có nè, có nè, 15 tháng 10. Có hình như chưa kịp up hay gì rồi. Rồi để thầy nhờ giáo viên Dạ anh cảm ơn thầy. rồi. Rồi, không sao, không vấn đề gì. Có bữa đó thầy có quay 15 tháng 10. Làm 2 cái cận. Rồi để thầy nhắc nhờ giáo viên. Tại vì số lượng công việc giờ quá nhiều, thầy làm không nổi. Thầy phải nhờ giáo viên phụ up. 13 tháng 10 là có. Ủa sao up 2 cái clip 13 tháng 10 luôn vậy ta? Rồi, bạn nào cảm thấy cần hỏi chỗ nào nữa không? Thầy giải thích là 13 tháng 10 rồi up 2 nhầm 2 clip 13 tháng 10. Để thầy nhắc liền một cái thầy quên. Thầy ơi em có câu hình Ê, hỏi á rồi câu nào cần hỏi thầy? thầy. Dạ thầy nghe em đọc nha, tại câu cũng ngắn thầy. Ừ. Dạ là viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M tọa độ là 1, 2, 4, cắt các trục tọa độ OX, UY, UZ lần lượt Ủa, tại khoan khoan, A, B. mặt hay là đường? Dạ. Mặt hay Ủa đường? dạ mặt phẳng. Hãy Lộn nói thầy. với tôi đường. Dạ Rồi. mặt. Cắt trục. Cắt ô Cắt trục dạ phải cắt cắt trục tia nha. dạ cắt trục thầy, Rồi. cắt trục tại ABC sao cho OA OB OC bằng nhau nhưng mà khác không. Sao cho OA OB OC bằng nhau? Dạ nhưng mà khác không. Rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, hỏi xong thì mở mic lên đây. Dạ Sao ý tưởng giải bài này của bạn thế nào? dạ thì em biết là nó có đi qua đấy mà, nhưng mà kiểu nếu mà cắt OX thì sẽ là xài đoạn trắng Đúng rồi. nhưng mà biết chị hỏi hại chứ tự nhiên OA BC cái em không hết biết Vậy độ dài OA bằng gì? Vậy điểm A nó có tọa độ là nhiêu? Trả lời coi. à, điểm A sẽ là A00 À, giờ thử điểm B cái nữa đi. B là 0B 0B0 Vậy thì OA bằng OB thì theo bạn bạn sẽ được công thức là gì? à sẽ là Một là tận thấy số vô, nghe đây nó là a trị tuyệt đối của A. dạ Tự tính độ dài ra, tương tự OB nó sẽ là tuyệt đối của b trị tuyệt đối của B. Vậy ba thằng này bằng nhau có nghĩa là trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của B bằng trị tuyệt đối của C. ok Nghe kịp chỗ này chưa? Nếu một dạ cái bài mà nó cho dễ nha, thầy chỉ định nghĩa là dễ. Còn đây thầy sẽ là người gợi, còn các bạn là người tự triển khai ra. Nếu dễ thì khi đó bắt buộc ba cái thằng là a cái dễ thì nó sẽ cho là cắt tia thôi chứ không có trục. Vậy có nghĩa là cắt tia là gì? Cắt tia là khi đó
là ta sẽ có ba cái giá trị A, B, C là những số dương. Thì để khi đó ta chỉ có bằng A bằng B bằng C cho nó dễ. Nghe kịp chỗ này chứ? Nghe kịp không? Dạ, Ừ. nhất kiến. Vậy nếu như cái câu hỏi là dễ tia nha, thầy định nghĩa cho các bạn cái rồi còn hồi xíu ta sẽ tự triển khai. Vậy nếu như dễ thì A bằng B bằng C, vậy phương trình đoạn trắng của cái mặt phẳng V đó nó sẽ có phương trình là gì? X trên A cộng Y trên A cộng Z trên A bằng 1. Dạ. Rồi nó qua điểm M thì chọn điểm M vô là xong. Dạ. Rồi, còn nếu như mà bài này của mình đúng chuẩn mà nó không hỏi dễ như thế, nó hỏi đúng chuẩn kiến thức luôn, nó buộc mình phải làm ở mức độ vất giả là nó cho trên trục, vậy thì khi đó là ta hoàn toàn không có cái chuyện là A bằng B bằng C, mà ta sẽ có được cái này là nó bằng chỉ có trị tuyệt đối thôi. Mà khi trị tuyệt đối triển khai thì khi đó ta sẽ xét rất nhiều trường hợp. Xét trường hợp thứ nhất A bằng B bằng C, một trường hợp. Trường hợp thứ hai A bằng là trừ B bằng C. Kịp chỗ này chứ? Dạ. Rồi trường hợp A bằng là trừ B bằng trừ C. Rồi trường hợp A bằng B bằng trừ C. Đó, tự triển khai ra, đặt ra coi coi nó có tổng cộng bao nhiêu trường hợp thì xoay hết bấy nhiêu trường hợp đó của nó. Dạ. Đó, tự triển khai ra hết tất cả các trường hợp đó. Hình dung ha. Dạ. Thì sau khi xử lý xong thì ngay chỗ đó dấu trừ dấu cộng vậy đó, đơn giản sạch bớt. Rồi còn giải thế điểm M vô thì còn có trường hợp nào nó thỏa thì ta mới khoanh được. Được chưa? Nhưng mà để đáp án hỏi gì hay là chỉ yêu cầu viết phương trình là bài tự luận vậy thôi. Dạ, làm bài tự luận viết phương trình thôi Rồi ạ. vậy gán, vậy là phải thể hiện đầy đủ các trường hợp đó ha. Ok. Ok. Rồi, tiếp theo bạn nào cảm thấy có cần hỏi lại chỗ nào không, thầy sẽ phụ giải thích lại về kiến thức cho các bạn. À, không ai hỏi gì hết à? À, không ai hỏi hết thì chuyển tiếp thôi. Rồi, quay lại tiếp mấy câu bài tập. À, mấy câu bài tập lúc nãy. Rồi, ở đây có một cái bài tập này hơi hơi căng một tí xíu. Hôm bữa trước ta đã học về hình phẳng giới hạn rồi, nhưng có điều ta học hình phẳng giới hạn chỉ có hai đường. Trong bài tập của các bạn sẽ có một số đề nó sẽ cho hình phẳng giới hạn bởi ba đường. Ví dụ cái đề đó là ba đường đấy. Rồi và thầy sẽ chỉ cho các bạn kiến thức để xử lý ba đường. Bài con À, sao bạn nào mở mic ca hát vui thế? Rồi, bóc đáp án vô cái. Rồi, giới hạn bởi ba đường. Thì giờ làm sao để biết được nó là những đường hay nó là cận? Thì như đã chỉ rồi, y bằng cái gì đó nó là đường, x bằng cái gì đó thì nó là cận. Rồi thầy mượn bạn Châu đi. Dạ thầy. Rồi vậy dựa trên cái thầy mới vừa nhắc đấy thì cái đường, cái lộ rồi, y bằng x bình là đường hay cận? Dạ đường. Lộ, bởi vì cái đường y bằng là lộ rồi. Còn cái này Dạ cũng là đường luôn. sao biết? Tại nó là y bằng mà thầy. Rồi trục hoành. Trục hoành là x và là cận hai. Trục hoành là gì ta? X. Cái gì là trục OX? Dạ trục OX. Phương trình của trục OX là cái gì?
Dạ hơi dành nó được ở ít là y bằng không thầy. Ừ đó, y bằng không. Vậy cái này là đường hay cận? À dạ đường. Ừ, đường luôn nha. Rồi. Vậy bài toán này của các bạn là người ta đang cho giới hạn bởi ba đường chứ không phải hai đường. Thì trong kiến thức ta chỉ học có giới hạn hai đường thôi, không có ba đường. Vậy nếu như một cái bài mà nó cho như thế, nó không cho cái hình vẽ thì cách giải duy nhất là vẽ hình, không có cách nào khác. Nếu không có cho hình vẽ thì buộc phải vẽ hình. Tại vì khi các bạn vẽ ra các bạn mới nhìn thấy được sự giới hạn của tụi nó. Còn khi các bạn không vẽ, không có thấy được. Không có thấy, không có cách nào thấy. Còn bạn nào giỏi thì không nói rồi, không vẽ. Người ta định giỏi, người ta sẽ không cần phải vẽ hình, người ta có những quy tắc đặc biệt của người giỏi. Còn mình đang mới bắt đầu thì bắt buộc đối với ba đường là phải vẽ. Ở đây may mắn hình vẽ vẽ cho các bạn sẵn rồi. Y bằng x bình, đây người ta vẽ y bằng x bình xong. Vậy thầy tạm đặt tên đường này là đường số 1. Y bằng trừ 1 phần 3x cộng 4 phần 3. Đó, giờ trên hình vẽ ha, ta vẽ sẵn. Đây, đường số 2. Thầy tạm đặt tên đường nữa ha. Rồi, đường này là đường số 2. Và trục hoành của các bạn y bằng x. Đây, trục hoành. Đường số 3. Đây, còn đường này của các bạn. Vậy khi các bạn muốn làm bài toán này, hơn là hình vẽ nó đã vẽ sẵn cho các bạn thì ta sẽ đỡ mất thời gian để đi tìm hoành độ giao điểm. Còn nếu mà buộc phải đi làm một mình và tự giải bằng tự luận để thể hiện cho người khác thấy thì buộc các bạn phải đi xét từng cái. Ta sẽ đi xét cái đường số 1 nó bằng với cái đường số 2 để các bạn giải ra nghiệm. Ví dụ trong hình vẽ này, đường số 1 nè, đường số 2 nè. Đó, nó bằng nhau ngay tại điểm này. Và giải ra được con nghiệm. Thứ nhất, x bằng 1. Tiếp tục, đường số 1 với đường số 3. Mục tiêu là để giải hết tất cả cái này để ta đi tìm ra được cận của bài toán. Đây, đường số 1, đường số 3. Vậy ra được cận ngay chỗ góc tọa độ O. X bằng 0. Tiếp tục, đường số 1. Ủa xin lỗi, đường số 1 xong rồi. Đường số 2 với đường số 3. Đây, nó cắt nhau tại điểm này. Vậy ngay đây, nghiệm của các bạn x bằng 4. Như thầy nói ha, nếu nó không có vẽ hình thì buộc phải tự vẽ để ta sẽ thấy ra được ba con nghiệm. Vậy thì tích phân trong cái giới hạn này, các bạn sẽ có tích phân đi từ 0 cho đến 4 nhưng không đi liền được tại vì từ 0 đến 4 nó giới hạn bởi ba đường. Thì khi đó người ta sẽ có nó chạy từ 0 cho đến 1. Đó, nó có cái đường ranh ngay đó đó. Rồi. Cái đường đó nó sẽ tách ra thành hai phần diện tích, phần x1, phần x2. Rồi, thầy mượn số 19 bằng ai? Dạ con Vậy nghe. x1 trong hình vẽ đó nó được tính từ đâu đến đâu? Cận. Dạ từ 0 cho tới 1. 0 đến 1. Nó giới hạn bởi đường số mấy với đường số mấy trên hình vẽ của thầy? Dạ đường số 1 với lại đường số 2. Thấy đường số 2 không? Số 2 là đây là đường số 2 này. Đường số 3 Ủa nè. đường số 1 với đường số 3. À, có cần giải thích lại không? Dạ không, dạ không. Đó, đây cái phần số 1 của các bạn nè. Đó thì khi đó rõ ràng nó chỉ có giới hạn bởi cái đường số 2, đường số 1 là đường cong với lại trục hoành thôi. Nên khi làm bài về cái phần này thì phải nhìn cho kỹ nha. Vậy khi đó nó còn đường số 1 với đường số 3 mà đường nào nằm trên? Dạ đường số 1 nằm À, vậy trên. ta lấy cái đường số 1 trừ đi cho đường số 3 mà không cần bỏ vô giá trị tuyệt đối.
Còn nếu như bằng đầu kỹ thì thả cho giá trị tuyệt đối. Vậy là xong còn ít một. Rồi, tiếp tục số 19 luôn. X2 cần chạy từ đâu đến đâu? Dạ, từ 1 cho tới 4. Rồi, bao gồm giới hạn của đường nào với đường nào? Dạ, đường số 2 với đường số 3. Rồi, thằng nào nằm trên? Dạ, đường số 2. Rồi, ta lấy số 2 trừ đi cho số 3. Để rồi sau đó lấy cộng hai thằng này lại thì các bạn có được đó. Xong. Thì đây là giới hạn bởi ba đường. Và khi các bạn làm bài thì trong một số đề nó cho hơi cực hơn thì phải chịu, tại vì đây là ứng dụng của nó và thích thì nó cho. Những cái câu này là câu dễ đó, thầy chưa cho các bạn gì gọi là nâng lên hết. Còn những cái đề nó cho vui hơn thì nó sẽ làm nhiều thứ. Bạn nào đang cảm thấy không ổn, dắt cho thầy dấu chấm vô nha. Để thầy giải thích lại. Rồi. Còn thí dụ câu số 17, bóc thêm một câu nữa đi. Rồi ta đi qua tiếp phần còn lại, còn phần nữa. Đó là phần thể tích. Mượn bạn Trâm luôn đi. Câu 16 này hiểu rõ không Trâm? Hiểu chắc không? Được. Được. Hồi nãy khoan, hồi nãy thầy thấy bạn nick tên là Minh Phương, là Minh Phương là Châu á. Ủa không phải Châu. Ủa là bạn nào ta? Dạ là bữa bạn nghỉ thầy. Ủa mà khoan, con là số mấy? Dạ 18. À 18. Ừ. Rồi hàng chi bữa kia 18 là liệt luôn, không đạt. Rồi, nhưng mà Phương có kịp coi lại clip thì chưa coi. Rồi chút Dạ xíu con giúp có Phương coi hình. có coi lại mấy file ảnh. Rồi Dạ hiểu. nãy giờ thầy giải thích lại ổn ổn được chút nào Dạ chắc ổn rồi nhưng mà con cần nghe giảng lần. không? Rồi, rồi để up lên đây rồi có gì chịu khó xem lại nha. Thực tế là đang dạy cho các bạn cái phần hỗ trợ video đó, nó cũng giải quyết được rất nhiều thứ. Tại vì học đâu ai đồng nhớ nổi. Nhiều khi các bạn đang học á, ví dụ như tôi cũng vậy thôi, nhiều khi đang làm gì đó quay tới qua, nhiều khi con mèo đang đi chơi cái ngó qua ngó nó lại cái ông thầy ông chơi phát cái hết nguyên bài luôn rồi. Hoặc là nhiều khi đang thả hồn mua cái điện bị cúp á, cái mình mua cái sim ở mình đăng ký 4G, cái vừa mới xài có 30 phút cái nó có điện, cái trời ơi ngồi nó tiếc hùi hụi luôn, cái lúc đó cứ ngồi nhẫn giờ chuyện tiếc nó không đâu học được. Rủ cô cúp cô giao cho bạn bạn gì đó ơi, Đâu dám đâu thầy. cúp lại đi tao xài cho hết, hay là không giờ đang xài wifi hay là xài 4G 5G, Dạ, xài 4G. quyết tâm mà xài phải hết mới đúng không? Thôi kèo ta rồi, cố gắng cứ cái nào cảm thấy không ổn mà dạng hỏi lên. Rồi giờ quay lại mượn bàn số 1 nè, vậy giờ vô câu này giờ nó có được gì đâu. Số 1 ơi, Dạ có hai đường. hai đường rồi, khoan cho thầy nhắn. Để thầy nhắn cho con. Rồi hai đường chấp nhận. Vậy nó có cần chưa? Chưa. Chưa có cần nào hết. Vậy muốn, nhiệm vụ muốn làm được thì phải làm cái gì? Tìm phương trình hoành độ giao điểm. À, để xét cái phương trình hoành độ giao điểm. Tại sao mình không mở thêm một cái rồi mình để thầy thử nha. Vậy xét cái phương trình hoành độ giao điểm của ai với ai? Của GX với FX. À, chấp nhận, thằng này là F, thằng này là G. Vậy thì ta sẽ có Fx bằng với Gx trên lý thuyết tự giải ra nghiệm. Còn chuyện tìm nghiệm ra nhiêu là chuyện của mình. Chắc chắn cái phương trình đó nó sẽ phải có ít nhất là hai nghiệm. Còn nó ra nhiêu nghiệm kệ nó. Ta đi tìm nghiệm if min, nghiệm if max. Ồ, tiếng gì hấp dẫn gì vậy? Tiếng gì hấp dẫn vậy số 1? Ổn không? Vòng vòng ở khu con á. Đang ổn không? Thấy, thầy nghe tiếng. Thôi. Dạ ổn thầy. Không hả? Ngoài đường thôi hả? Dạ ngoài đường. Giờ nghe nghe mấy tiếng đó ngán quá. Rồi Dạ. quay lại về if min if max, nó sẽ làm cận nhỏ, thằng này làm cận lớn.
Vậy từ cần nhỏ cần lớn đó ta ra được hết giới hạn. Giới hạn đi từ đâu đến đâu nhỉ? Dạ, đi từ ít min cho tới ít Rồi, ít min đến ít max. Nó bằng trị tuyệt đối của f trừ g. Nhớ nha, trong bài toán mà các bạn muốn bấm diện tích là làm ơn, cái mà các bạn xỉu hay không là giá trị tuyệt đối đấy. Bạn quên cái dấu giá trị tuyệt đối này đưa vô bài toán là nó có kết quả sai liền luôn. Rồi, cứ thế làm thôi ha. Rồi. À, đâu thử lấy một hai bài nằm trong cái đề thi cho các bạn làm thử xem. Trong 40 chuyên đề để tích ứng dụng tích phân. Ứng dụng diện tích à, đây rồi. Những bài này là bao bao xịn luôn. Mấy câu này thôi hơi khó quá. Khó vậy. Rồi, đâu xoay thử ba câu này coi. Một câu của Bắc Giang, một câu của khoa học tự nhiên. Trên câu không có thể hiện của trường nhạc. Rồi, 3, 4, 5. Rồi, các bạn triển khai làm giùm thầy. Câu nào ổn có được kết quả, chắc giùm thầy kết quả đáp án của câu đó. Rồi, còn câu nào không biết, cứ chắc vô dấu chấm. Thầy sẽ phụ giải thích lại cho các bạn. Có câu số 5 thì giải thích như thế này này. Ủa, số 5 cho sẵn rồi. Ở đây nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu đi từ 0 đến 1, thì ta lấy cái hàm thứ nhất, hàm F. Nếu x lớn hơn 1, nó lấy hàm này là hàm g. Diện tích giới hạn bởi hàm fx với cận cận với y bằng 0 là đường. Đó. Vậy tổng cộng bài này là nó lập 3 đường và là 2 cận. Thì theo tư duy của các bạn, làm thử đi nhé. Rồi, làm đi để thầy chỉnh cái này cho cô.
Đó, chơi lâu mà. Rồi, đâu rồi? Vô. Rồi, thầy muốn xem kết quả. À, câu số 3, ổn, câu số 3 cứ theo cảm thức đó mà làm thôi. Ủa sao có người? Rồi, sao nói... À. Rồi, thấy có kết quả câu 3, câu 4. Lâu vậy còn câu 5 đâu? Rồi, hết giờ. Thầy muốn xem chốt lại là bạn nào đang bị kẹt, câu nào không làm được. Chat cho giùm thầy câu đó.
Thí dụ như câu 5 chưa làm được, chưa có kết quả, chat vô dấu chấm giùm thầy. Còn bạn nào có kết quả thì thể hiện ra. Rồi, hết giờ yêu cầu, hết giờ làm bài, chat giùm thầy coi coi. Mỗi bạn cho thầy biết kết quả. Rồi, câu nào bị kẹt chat vô dấu chấm vô. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, giờ ta sẽ chốt lại để nắm cho chắc lại ha. Vậy câu số 3, ở đây nó đã cho các bạn được một đường, hai đường và nó cho được một cận. Vậy thì ta sẽ đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm giữa hai thằng này, trục hoành là y bằng 0. Vậy từ đó các bạn sẽ hoàn toàn xử lý ra được coi coi x nó sẽ bằng bao nhiêu. Vậy khi có x được tính bằng một con số ráp với cái cận này nữa, dùng công thức tìm ra được kết quả. Coi như câu 3 xong ha. Rồi câu số 4 nè. Nào thầy mượn số 6, phi gì? Dạ. Sao mấy nay đường truyền internet rồi mạng đồ ổn không? Thầy trưa này học trong trường bị cúp điện. À, ở trong trường bị cúp điện hay là nhà mình bị cúp điện? Nhà em, à. Tại mưa. Rồi nhưng mà trừ cái chuyện hồi trưa, mấy bữa khác học ổn hết không? Về đường truyền rồi các thứ. À cũng được. Rồi quay lại vấn đề, câu số 4, giờ xử lý làm sao? Dạ, ta có m lớn hơn 0. Ừ. Thì suy ra cái y này nó cũng lớn hơn 0. Ủa, tự nhiên cái y nào lớn hơn 0? 2x cộng 3. 2x cộng 3 liên quan gì tới chuyện y hay không y, và nó có lớn hơn bé hơn 0 kệ nó chứ. Không ý nghĩa gì hết, suy ra điều khác đi. Cái điều mà cần thiết đi. Còn nó dương thầy không có quan trọng. Các bạn đang cần lại gì? Tìm cái cận. Ừ, tìm cận. Cận có chưa? Dạ, có rồi. Đủ hai cận chưa? À rồi. Đấy, đủ hai cận rồi thì cứ thế mà bữa thôi. Dạ. Đâu liên quan gì chuyện nam hay dương cãi đó. Đừng quan tâm. Hết giới hạn. Hết giới hạn. Bằng cái giới hạn từ m tới 0. Rồi, từ đâu tới đâu? 0. Đến m. M. Tại vì không có nhỏ hơn m, m là số dương mà. Của ai? 2x cộng 3. 2x cộng 3. Nếu bạn nào kỹ thì để vô giá trị tuyệt đối dx. Còn nếu như mà phải giải theo đúng chuẩn mặt tự luận thì ở đây ta xét ra nó có nghiệm đấy, nhưng cái nghiệm này nó tính bằng trừ 3 phần 2 loại, không cần tính vô. Thì nó từ đây đến đây và giá trị này cũng giống như nãy bạn nói, nó dương đấy, nên mở ra giá trị tuyệt đối là chính nó. Được. Còn khi ta đang làm tới đây thì ta chỉ cần tới đây thôi. Đáp án cho em mời chưa? Tiếp luôn. Dạ. Đáp án. Chưa cho em mừng. Đáp án. À có rồi. Có rồi thì ta thấy đáp án vô bấm thì nó ra kết quả bằng 10 lần. Rồi còn nếu như giải đúng chuẩn tự luận thì phải đi xét cái tích phân đó, coi coi nó ra bao nhiêu. Để có m thế vô, từ đó giải cái phương trình sao cho nó bằng 10. Rồi còn bây giờ mới quay vô câu số 5 này. Rồi thầy thấy có số 10 có kết quả. Đâu thầy mượn số 10 thử đi. Dạ. Triển khai sao bạn? Câu số 5. Dạ con có phát cái hình sơ ra. Ừ. Rồi thì nó có đó. Dạ, cái ở trên thì mình có cái cận là từ 0 đến 1. Ừ. Rồi cái phương trình ở dưới thì mình có một cái điểm là x bằng 2 thì y bằng 0. Ừ. Rồi đồ thị nó đi xuống. Ừ. Thì con cho nó tách làm đôi là cận đi từ 1 đến 2, rồi từ một cái là từ 2 đến 3. Rồi, đúng rồi. Ở khoan, tại sao là đi từ 2 đến 3? Dạ, tại ngay cái điểm mà x bằng 2, y bằng 0 thì cái đồ thị nó đi xuống. Ừ. Rồi, bây giờ thầy sẽ thể hiện đúng chuẩn theo ý tưởng của bạn số 10 trước. Tức là bạn muốn làm được bài toán này thì bạn cần phải vẽ đồ thị ra. Đi từ 0 đến 1 là 4 trừ 7 trừ đi cho 4 x mũ 3. Vậy giờ đồ thị nó vẽ làm sao? Chỉ cho bạn cách để vẽ này. Đây. Các bạn sẽ vẽ một cái tạm gọi là đồ thị ảo. Vẽ cái đồ thị ảo ra. Gọi là dùng máy tính của các bạn đấy. Mở máy tính lên. Bấm cái đồ thị ảo bằng cách là bấm hàm mod 7 mod 8 vô. 7 trừ đi cho 4 lần x mũ 3.
Và đề nó chỉ yêu cầu chạy từ 0 đến 1. Vậy ta sẽ start cho nó chạy từ 0 đến 1, chạy tới đó thôi. Bước nhảy step, lộn step bao nhiêu đó thì sau ra. Ví dụ step của các bạn 0.1, 0.2 gì đấy, hoặc là cuối trừ đầu đóng ngoặc 99 cũng được. Và rồi. Trời ơi, nói nhiều quá. Star 0.1. Cái gì vậy ta? Star là 0, n là 1, step là 0.1. Thầy chủ yếu là lựa mấy con đẹp đẹp thì dễ vô thôi. Vậy x bằng 0, y bằng 7. Ở đây ta chỉ ước lượng thôi nha. Vậy nó ra được một điểm này. Tọa độ 0.7. Ta chỉ cần 2-3 điểm thôi. Chính xác là chừng 2 điểm, 3 điểm là đủ để thể hiện đó rồi. Và khi x bằng 1, chắc chắn là hai cái con đó phải được thể hiện vô. Vậy x bằng 1. Vậy x bằng 1 ở đây của các bạn là y nó bằng 3. X bằng 1, y nó bằng 3. Ở đây ước lượng thôi nha. Đó, 2 điểm. Rồi ta coi coi đây nó lên hay xuống. Ví dụ như nhìn trên đồ thị của mình nè. Hồi nãy nó bắt đầu nè, số 7 nè. Và nó xuống nè, 6, 6, mấy, 6, mấy. Và nó càng ngày nó càng giảm. Vậy thôi kệ đó. Ta vẽ thành cái đường thẳng cũng được. Hoặc vẽ đường cong cũng được. Chả ai nói gì mình. Rồi. Cong cũng được, thẳng cũng được ha. Tại vì nó cứ đi xuống vậy thôi. Vậy là ta ra được một cái 0, 1. Tiếp tục khi x lớn hơn 1, mà ở đây nó chạy đi từ tới 3, 1 đến 3. Vậy thì khi đó theo cách hiểu nè, muốn chạy được từ 1 đến 3 bắt buộc các bạn phải tách ra là nó chạy từ 0 cho đến 1 rồi mới tiếp tục 1 cho đến 3. 1 đến 3 thì khi đó x lớn hơn 1 các bạn lấy cái hàm trên 4 trừ x bình. Vậy nhập cái hàm 4 trừ x bình vô. Rồi, và ta bắt đầu cho nó chạy từ 1 cho đến 3. Bước nhảy thì cuối trừ đầu đóng ngoặc chia 19 cũng được. Còn đây ta chỉ cần vài số đặc biệt thôi. Vậy thì ta sẽ cho nó chạy bước nhảy là 0.1 hoặc 0.2 cũng được ha. Để 0.1 nó không đủ. 1 trong báo lỗi đó. Biết ngay. Rồi, bước nhảy 0.2 đi ha. Hoặc là 0.25 cũng được. Ta cần vài số thôi, ta không cần nhiều. X bằng 1, Y bằng 3. Đó, ta sẽ dùng vài số đặc biệt. Đây, trong đây có con số đặc biệt là khi x bằng 2 thì y bằng 0. À, vậy thôi, lấy con số này đi. Vậy x bằng 2, y bằng 0 này. Đó. Hoặc bằng vẽ cái đồ thị đó ra ha. Rồi, tiếp tục. Và các bạn thấy nó đi qua giá trị âm luôn. Bởi vì khi x mà lớn hơn 2 thì rõ ràng này nó cũng bị xuống âm luôn này. Đó, đó. Đó, con này nó vẫn đang xuống này. Cái đồ thị, nếu như các bạn lật cái đồ thị parabol này ra, úp cái đồ thị này lên thì cái đồ thị, nếu đúng cái đồ thị của các bạn, nó sẽ có hình vẽ như thế này này. Rồi. Còn x bằng 3 thì y của các bạn nó trừ một đống ở dưới. Rồi, ước lượng thôi ha. Còn xíu thầy sẽ chỉ cho các bạn cách nhanh hơn. Cái này thì khi ta làm bài trắc nghiệm mà ta làm vậy thì không cách nào ta làm bài kịp hết á. Còn này thì chỉ đang vẽ để cho các bạn thấy được. Về cái ếch giới hạn của các bạn, đề nó yêu cầu nè. Đây là x bằng 0. Và nó yêu cầu các bạn là tới x bằng 3. Đó, nó yêu cầu các bạn tới đường này. Vậy thì dựa vào đây các bạn sẽ có hai cái phần diện tích, phần số 1 ở bên trái, phần số 2 ở bên phải. Nhưng có điều cái phần số 1 á, thì nó lại tách ra thành hai hàm. Ở đây thì tạm gọi là hàm F1 nè. Hàm ở chỗ này của các bạn là hàm F2 nè. Hai cái đường nó tách biệt rất rõ luôn. Đó, F1 đó, F1, F2 dưới đây, hai hàm. Dựa theo cái x lớn hơn 1 với x bé hơn 1. Vậy thì cái con S1, F1 của mình, đây là phần S1. Vậy S1 số 10 nhắc lại giùm thầy, tích phân nó cần chạy từ mấy đến mấy bạn? Dạ, cần chạy từ 0 đến 1. 0 đến 1 của hàm nào? Của hàm 7 trừ 4 x mũ 3. 7 trừ 4 x mũ 3. Và do ta đã vẽ được luôn rồi, ta thấy được cái hàm đó nằm ở trên hay dưới trục vành?
Dạ ở trên. Trên trung bình vậy nó nhân trên dx xong x 1. Rồi phần x 2. X 2 thì nó tách ra thành hai con. Đây. Đây. Phần thứ nhất, đây đây là số 2 nè, nó chạy từ mấy đến mấy? Dạ chạy từ 1 đến 2. Từ 1 đến 2 của cái hàm nào? Dạ của hàm 4 trừ x bình. 4 trừ x bình dx. Tại vì cái phần này f2 này đang nằm ở trên trục hoành nên mở ra là chính nó. Tiếp tục còn cái phần còn lại của x2 cần chạy từ mấy đến mấy? Dạ phần còn lại chạy từ 2 đến 3. Rồi. Khi mở ra thì tuyệt đối thì nó nằm ở dưới trục hoành, vậy mở nó ra thành gì? Dạ là x bình trừ 4. Rồi, bạn mở ra thành x bình trừ 4 hoặc trừ của cái biểu thức đó, tại vì nó đang nằm dưới trục hoành. Đây. Từ đây giải quyết được vấn đề, nếu bạn đang cần phải giải đúng chuẩn bằng tự luận và phải thể hiện đầy đủ nó ra như thế này. Hết chuyện. Rồi, nhưng mà rõ ràng nếu như mà để làm được như thế này thì giờ nhào vô, thứ nhất mất thời gian khi các bạn vẽ hình. Thứ hai là nãy thì cũng chỉ đang ước lượng cho các bạn chứ còn nếu độ chính xác thì lại chưa cao. Nên về tốc độ là các bạn không kịp. Rồi phải tách ra, mà nhiều bạn nhiều khi tới đây tách ảo ảo cái này thì lại bị sai nữa. Rồi thầy sẽ chỉ cho các bạn một cái cách làm một phát ăn luôn. Về đây thứ nhất là giải đúng chuẩn bằng tự luận rồi nha. À, thầy mượn thử coi số 8 Sơn ơi, làm được câu này không? Dạ đây thầy ơi. Rồi làm được câu này không? Dạ cũng chuẩn bị vẽ hình đó thầy. À, cũng gần giống vậy luôn. Dạ. Rồi ok. Thì như đã nói với các bạn rồi là muốn làm được câu này mà ở đây là giới hạn bởi ba đường nên chắc chắn là chuyện vẽ hình là phải có rồi, không có phải bàn cãi rồi. Nhưng mà may mắn khi ta xử lý câu này á, tuy rằng ba đường nhưng hình ta không cần vẽ cũng được. Lý do là bởi vì cái hàm f này của các bạn á, nó đã cho hai cái đường cụ thể rồi và hai cái đường trong cùng một hàm á, nó liên tục trong bài toán này nè, nó đang được định nghĩa là liên tục. Chạy từ 0 đến 1 nó có một hàm số, chạy từ lớn hơn 1 nó có một hàm số. Vậy thì khi đó định nghĩa của hàm f này nó đã là liên tục nên hai cái hàm đó, hai cái biểu thức đó chắc chắn phải rời nhau ra. Ở đây thầy chỉ phát thảo cho các bạn coi thôi nha. Vậy cận nó đang chạy từ 0 cho đến 3. Đây, nó chạy từ 0 đến 3 nè. X bằng 0, x bằng 3. Vậy thì 0 đến 3 thì cái biểu thức này chắc chắn bắt buộc phải tách ra thành hai trường hợp. Là trường hợp như nãy thầy có viết cho các bạn là nó phải chạy từ 0 cho đến 1, rồi chạy tiếp từ 1 cho đến 3. Đó là điều chắc chắn. Đây, tạm gọi là con x bằng 1. Cái cận ngay giữa. Cái này cũng chỉ thể hiện cho các bạn nhìn thấy thôi chứ còn khi làm bài không cần. Vậy quay lại vấn đề, bây giờ cái trục hoành nó nằm đâu cũng là chuyện của nó, ta cũng không cần quan trọng luôn. Đây trục hoành trục OX này là y bằng 0 nè. Nếu như hồi nãy theo cách hiểu của mình á, là mình có cái phần này nãy nó nằm ở trên trục hoành, giờ nó nằm trên hay dưới thầy cũng không quan tâm, thầy giải đại nó lên hay nó xuống, nó qua lại kiểu gì đó kệ nó. Đây một tên phần số 1. Ở đây thầy chỉ định nghĩa thôi nha, chứ thầy không quan tâm tới nó luôn. Nó cắt kiểu gì cài. Tiếp tục, phần số 2 là parabol, kiểu như vậy. Thầy có thể hoàn toàn vẽ theo kiểu này. Đó. Thầy chỉ ví dụ nha, chứ hình vẽ của mình là không phải như thế. Vậy cái phần ở phía trước thầy tạm đặt tên là x1, phần số 2 thầy tạm đặt là x2. Vậy phần x1 nó được hiểu là giới hạn bởi cái hàm f với trục hoành. Vậy số 8. Vậy diện tích nó được tính bằng gì? Thì thầy, diện tích của nó được tính là khoảng từ 0 tới 1. Rồi 4, 7 trừ 4 x mũ 3. Dạ, thì lấy giá trị tuyệt đối. Để thầy không cần quan tâm nó có nghiệm gì trong đó và nó có bị cắt hay 5-7 nghiệm gì chuyện đó của nó, thầy không quan tâm luôn. Thầy chỉ cần đóng vô đó để bấm x1 là xong. Tương tự như thế, x2 nó sẽ bằng gì? Dạ thầy, x2 là bằng từ 1 tới 3 của của trị tuyệt đối 4 trừ x bình. 4 trừ x bình đây x. Và đưa vô bấm cái bấm, các bạn nhảy ra được x2. Lấy x1 cộng x2 xong, có kết quả, không cần quan tâm
nó viết cái gì không cần phải quan tâm hình vẽ đó là sao. Còn này chỉ là ước lượng cho các bạn nhìn thấy, à cho dù cái hình vẽ nó có lên nó xuống nó có kiểu như là nào đi chăng nữa thì công thức này ta vẫn được xài. Chứ còn khi bài này nhào vô không ai vẽ hình hết, tại lý do hàm ép này là với hàm ép dưới hay hàm mình đã liên tục tại từ 0 đến 1 và từ 1 cho đến 3. Rồi đây là cách số 2 triển khai cho các bạn để giải quyết. Rồi ta sẽ nói tiếp cái phần cuối cùng, đó là phần thể tích. Rồi, kiến thức của các bạn liên quan tới thể tích thì ta có hai cái thể tích. Cái thể tích thứ nhất là thể tích tròn xoay. One of it. Thì cái bài toán của các bạn nó sẽ cho như sau. Thứ nhất nó cho một cái hình phẳng H, nó sẽ giới hạn bởi y bằng fx, y bằng 0 hay còn gọi là trục hoành. Hai cái cận x bằng a, x bằng b với a nhỏ hơn b. Một cái hình phẳng nó cho như thế. Vậy từ đây suy ra nó thể tích giới hạn nó ký hiệu là chữ v và nó ghi là v x, được hiểu là thể tích này nó xoay quanh trục x. Và nó sẽ được tính bằng công thức. Đầu tiên trong công thức này rất dễ bị sai sót, đó là chữ pi. Quên chữ pi là ăn cám. Và nhớ đây là công thức. Sau này nếu bạn nào có điều kiện học tiếp lên đại học mà có liên quan tới toán, chỉ cần các bạn học cái ngành mà có đụng tới toán, bảo đảm các bạn có học lại vi tích phân này lại. Có học lại tích phân ở dạng mức độ sâu hơn và người ta sẽ có những cái giải thích cho các bạn hiểu tại sao nó tính bằng công thức này. Rồi các bạn sẽ học về công thức Maclaurin, công thức về tích phân hai ba lớp được các kiểu. À các bạn nào mà lỡ có đi, chỉ trừ các bạn đang học những cái khối trường liên quan tới khối C thôi nha, chứ còn các bạn học khối D, học về kinh tế hay học về ngoại thương hay học cái gì đi chăng nữa, các bạn cũng đụng tới cái toán tích phân hết, chắc chắn là còn. Còn bạn nào mà đi theo thuần về các cái khối cục kỹ thuật là khối bàn cãi, mốt thì lên đại học thì sẽ được giải thích, à, chính xác là sẽ được quăng tài liệu cho coi người tự hiểu. Rồi b tích phân cận chạy từ a đến b của cái hàm fx đó đem bình phương lên nhân trịch dx thì cái này được gọi là công thức. Và định nghĩa về tròn xoay nghĩa là cái gì? Đây, tròn xoay nè, định nghĩa cho các bạn dễ hình dung luôn. Ví dụ, trục OX. Ví dụ như thầy có một cái đường để dễ định nghĩa thôi nha. Đây, ví dụ như giờ thầy có một cái đường như thế này, đường màu đen. À, ví dụ như nó cho cái đường này và xoay quanh trục OX. Này để vậy nó khó xoay quá. Các bạn tưởng tượng nó giống giống như thế này nè, đó có cái đường là nó xoay quanh cái trục. Giống giống như cái hình nón mà các bạn được học á, giả sử cái hình vẽ này đi. Đó. Thì nó lấy cái đoạn AB này nè, nó xoay quanh trục OX. Nó sẽ tạo ra được thành một cái thể tích, thành một cái hình. Hình đó được gọi là hình nón nếu xoay quanh cái AB, xoay quanh cái trục OX. Đó, các bạn sẽ tạo ra được một cái đường như thế này. Đó, nó tạo thành cái hình giống giống như hình nón vậy đó. Các bạn đã được học cái hình nón rồi. Hiểu hiểu giống vậy. Nó xoay quanh cái trục OX. Tùy theo mỗi cái hình đường cong hay là cái gì cũng được. Đó, cứ xoay quanh trục OX thì nó sẽ tạo ra được cái hình vẽ. Ví dụ như ta có cái đường như thế này. Đó, xoay quanh trục OX. Đó, thì sau đó nó sẽ tạo thành được cái hình giống giống như thế này. Dạ, thấy giống không? Kiểu kiểu như thế, nó tạo thành được cái hình giống giống như cái đồng hồ cát vậy đó. Tự tưởng tượng ra thôi ha. Thì cái này thì công thức. Người ta chỉ bàn về công thức để giải quyết ra vấn đề.
Rồi, đưa vô bài để cho các bạn áp dụng. Nó chỉ có công thức thôi ạ. Bữa sau ta sẽ học thêm một cái thể tích nữa là thể tích mà không phải là tròn xoay mà nó là thể tích liên quan tới chữ thiết diện. Thì trong bài của các bạn nó sẽ có thể hiện điều đó. À, thầy sẽ làm mẫu cho các bạn xem cái này ha. Vậy hỏi câu này kết quả nó sẽ ra bao nhiêu? Y bằng, vậy cái này là đường. Trục hoành, đúng ngay kiến thức của các bạn OX. Hai cái cận, x bằng 1, x bằng 2, vậy cho đầy đủ hết rồi. Bữa thôi và không nói gì nhiều. V tròn xoay quanh trục OX, nó được tính bằng tích B, tích phân cận chạy từ A đến B của hàm F bình lên. Trong bài toán này của các bạn, A là cận nhỏ, B là cận lớn, hàm F là hàm mà đề bài đã cho các bạn trong bài. Vậy từ đây nó sẽ bằng B, tích phân cận chạy từ 1 đến 2. Hàm F là cái căn đó đem đi bình lên dx. Rồi còn chuyện sau khi đem bình lên rồi chuyện giải tích phân như thế nào thì chuyện này là đồ chơi rồi, hết chuyện. Còn đáp án nó cho các bạn thì xử lý làm sao thì cứ việc kèm máy tính vô bấm. Ta có hai cách để bấm. Cái thứ nhất bấm luôn đúng công thức, save lại trừ đi lần lượt từng đáp án. Cái thứ hai ta bấm, ta bỏ chữ bi ra ngoài. Ta bấm cái bên trong thôi. Rồi sau đó lấy cũng kết quả đó trừ đi 4 đáp án, nhưng mà trong đáp án ta bỏ chữ bi ra, không thể hiện chữ bi vô. Nếu như ta đang đi làm trắc nghiệm, còn làm tư luận thì hiện đầy đủ ra. Đó, nó chỉ có vậy thôi đó. Thì nó gọi là công thức. Và một những thứ được gọi là công thức thì phải chấp nhận. Thì cũng không thể giải thích cho các bạn được ở dưới góc độ hiện tại của các bạn là tại sao có được công thức này. Nhưng thầy sẽ giúp cho các bạn cách áp dụng, cách viết rồi áp dụng và phải gán nhớ thôi. Đâu, thử tiếp coi có câu nào liên quan tới cái này là diện tích không à? Để kiếm coi có mấy câu liên quan tới thể tích. Đây, thể tích. Cũng giống như diện tích, nếu đề chưa cho đủ cận thì buộc ta phải đi xét cái phương trình hoành đạo giao điểm để quăng cho nó đủ cận vô. Câu này là đề thi minh họa năm 2017. Đây. Đề cho các bạn hàm số. Đó, y bằng cái thứ nhất trục hoành. À, để cho trục hoành với trục tung. Rồi, thầy mượn bạn Phương bên Phương số 18 ơi. Dạ thầy. Rồi. Về thứ nhất, cái này nó cho mình một đường rồi nè, thấy không? Dạ. Rồi, nó cho mình trục tung có phương trình là gì ta? Dạ, trục tung có phương trình là x bằng 0. Rồi, về trục tung là x bằng 0. X bằng 0 này là đường hay là cận? Dạ cận. Rồi, học phải cận nè. Rồi, trục hoành. Vậy trục hoành là gì? Dạ trục hoành là y bằng 0. Rồi, y bằng 0. Vậy xét ra với cái hàm số y bằng hàm f đó. Vậy muốn tính được cái thể tích tròn xoay thì bắt buộc mình phải xử lý được cái gì? Đủ cận chưa? Dạ chưa. Chưa, vậy giờ làm sao tìm ra được cận? Gì phương trình hoành đạo. Rồi, xét phương trình hoành đạo giao điểm giữa cái hàm f(x) bằng 0. Dạ. Để, từ đây ta sẽ tìm ra được con x đó, con x nó bằng nhiêu là chuyện của nó. Hình dung ha. Dạ. Vậy ta sẽ chốt được cái con x bằng cái giá trị gì đó, ta ráp thêm cái cận x bằng 0 vậy nữa. Trong bài toán này thì sau khi mình giải ra được là x nó bằng 1 này. Đây là cận B này, đây là cận A này. Áp vô công thức tính thể tích nãy, nhớ không? Dạ nhớ. Rồi, nó là gì? Dạ, là bi. Bi. À, nguyên hàm 0, 1. Rồi, 0 đến 1. Của? Của 2 nhân. Nói đi, thầy nghe.
Ủa, 2 nhân x trừ 1 nhân em của x. 2x. Chưa đủ. Hàm f đó phải làm sao? Cái đó giá trị tuyệt đối này. Ờ tôi quay quá trời luôn á, mà tôi muốn viết căn số rồi luôn mà không viết được. Thế nào? Bình lên. Ủa bình hay. Tôi còn tôi hoan quá trời luôn mà tôi không thể nào viết được. Đó. Bởi vậy nên tôi mà không thể nào làm giáo viên trong trường được, đó là khi mà tôi nhìn thấy các bạn làm bài thi thì chịu không nổi. Ngồi nhìn thấy câu dễ ẹt đó mà làm không xong, không để cho bài lại quýnh thì cũng được, mà nhắc bài thì lại không thể. Bởi vậy đau lòng khi giáo viên đang dạy các bạn mà vô mà nhìn thấy học trò mình làm bài không được. Bởi vậy nên ngày xưa tôi cũng đi sư phạm là đúng. Ừ, cuối cùng cuộc đời nó đưa đẩy, cuối cùng giờ làm thế này. Ok, mình thấy mình vui rồi. Đấy. Thì cái này thuộc về công thức ha, quăng vô đèn bấm có kết quả. Đọc thử kiếm à... Rồi, đọc thể dục thử tiếp cái đề này. Rồi còn trong những cái bài mà nó sẽ có những cái bài giới hạn bởi hai đường và trục OX là nó sẽ khác nữa. Học sinh sẽ cho các bạn cảm giác về nó. À. Hình phẳng giới hạn bởi y bằng cái này, trục hoành x bằng 1. Vậy thì thực tế y chang như bài lúc nãy thôi. Đường trục hoành là y bằng 0. Cận vậy nó bị thiếu một cận, đi xét phương trình hoành đầu giao điểm. Các bạn sẽ giải ra được cái phương trình này. Đây, thầy sẽ xét cho các bạn xem ha. Giờ xét ta sẽ có được cái phương trình là x bình trừ 2x bằng 0. Bạn giải ra được một nghiệm là x bằng 0 và một nghiệm ra được x bằng 2. Ồ, cái bài này gì ngộ vậy? Ra một con là 0, con là 2 mà sao có cái dụ đường x bằng 1? Vậy nó sẽ tách ra cận chạy từ 0 đến 1, từ 1 đến 2. Ủa sao? Khoan chờ thầy xíu nha. Để thầy ngó lại cái bài giải coi nó có bị nhầm không vậy. Chứ cái bài đâu mà hai cận tào lao vậy, hai cận đó bắt buộc phải nhỏ hơn số 1 hết hoặc là nó lớn hơn số 1 hết, chứ đâu có cái chèn vô ngay giữa tào lao thế. Chờ thầy xíu con cái đề này là câu nào. Số 3. Số 3. Vậy cận chế bằng 1 chị. Khoan cho thầy xin. 1 không thể. Rồi, rõ ràng cái đáp án nó cũng ghi rất rõ luôn. Không đến 2 thì không. Rồi, bài toán này là nhìn vô thì thầy cũng thấy và cái tác giả khi người ta ra cái này người ta cũng khẳng định lại luôn là cái đề này cho bị nhầm. Tại vì không thể khẳng định được cái cận x bằng 1. Thí dụ nếu bài toán này á, mà người ta cho các bạn mà để đáp án ở dưới thì không biết có hay không ha. Thì nếu như ổn thì một cái cận này phải lớn hơn hẳn 2 hoặc là nó bé hơn hẳn 0. Hoặc là nó sẽ yêu cầu là chạy từ nhỏ hơn 1 thì nó chạy được từ 0 đến 1 thôi. Nó sẽ bỏ số 2 ở sau. Thì cái trong cái đề nó phải ghi rõ. Hoặc là nó không có cận luôn. Nó không có cận x bằng 1. Để nó lấy được hai cận chạy từ 0 đến 2. Nên cái đề này độ chính xác nó thiếu nha. Thì chủ yếu là ráp được cái cận thôi. Vậy từ đây suy ra cận. Còn đề này thì nó không chính xác. Sau khi có cận xong, bốc thằng nào làm A, bốc thằng nào làm B thì công thức tính thể tích của các bạn là B cận chạy từ A đến B. Đó, y chang như thế, cái hàm F bình lên. Thì cái công thức này chủ yếu là các bạn bị sai hai chỗ thôi. Cái thứ nhất là quên con B ở phía trước. Cái thứ hai là các bạn quên bình con F. Bị hai cái đó thôi. Nếu xử lý tốt được hai cái điều đó thì các bạn giải quyết ra được vấn đề rất là dễ. Rồi thôi, bây giờ ta
nghỉ hồi nãy không trễ tới 15 phút, trễ 10 phút thôi để cho Trâm còn kịp chạy đi học môn khác nữa. Về nhà giao cho các bạn là về cố gắng mở mấy cái chuyên đề thầy gửi cho các bạn đấy luyện, hoặc là trong cái đề cho các bạn làm kiểm tra mà hồi nãy ở hôm trước có gửi cho các bạn trong 5-7 cái đề gì đấy, về gắn tự luyện tập vô, làm nhiều lên thì mới tăng được kỹ năng nha. À, thôi tạm biệt các bạn, sao ta tiếp. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Chào thầy.